Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Vị Thanh ký kết thỏa thuận hợp tác về thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Đất Việt, nhằm thiết thực tạo điều kiện cho công đoàn viên và người lao động có được những dịch vụ phúc lợi về du lịch tốt nhất và phù hợp nhất. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường Trung học phổ thông Vị Thanh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Du lịch Đất Việt, Đất Việt Tour về thực hiện các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Buổi ký kết đã diễn ra vào sáng ngày 24 tháng 1 năm 2024 tại hội trường trường Trung học phổ thông Vị Thanh. Tham dự buổi ký kết có thầy Trần Hoàng Nguyên, Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy Trần Văn Bảo, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng các thầy cô đại diện các tổ chuyên môn của trường. Về phía Công ty Đất Việt Tour có ông Trần Trí Quốc, trưởng chi nhánh công ty tại Cần Thơ, và Trần Thị Thúy Ái, nhân viên phòng kinh doanh của công ty. Theo nội dung hợp đồng thỏa thuận, Đất Việt Tour sẽ ưu đãi giảm 3% tổng giá trị hợp đồng đối với các chương trình du lịch, cho thuê xe, tổ chức sự kiện, team building, vé máy bay, v.v. và các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, với mỗi tối thiểu 5 suất trên năm, công ty sẽ hỗ trợ 200.000 đồng trên suất để đóng góp vào quỹ khuyến học của nhà trường. Tại buổi ký kết, ông Trần Trí Quốc, trưởng chi nhánh công ty tại Cần Thơ, đã có những chia sẻ về sự thỏa thuận hợp tác của đôi bên. Hôm nay, anh Thanh Quốc là trưởng chi nhánh của công ty du lịch Đất Việt Cần Thơ. Rất là vui và hân hạnh có mặt trong cái buổi ký kết ngày hôm nay. Thật ra nếu mà nói cho một cái buổi ký kết thì có vẻ là nó hoành tráng quá. Và khi mà Thanh Quốc cũng khá là bất ngờ khi đi xuống đây gặp các thầy cô cũng như là sự đón tiếp nồng hậu cũng như là sự chào đón về các cái tinh thần cũng như là sự hoan nghênh. Bản thân Quốc thì Quốc cũng là người miền Tây, cũng là quê Long An, Quốc là đang công tác ở Cần Thơ. Thì cái sức mạnh của Đất Việt Tour khi mà về với lại Cần Thơ cũng như là về với miền Tây thì bản thân Quốc xin phép được nói là Đất Việt Tour đã có mặt trên thị trường là 20 mấy năm, rất là lâu đời, là một trong những cái công ty, một trong những cái công ty du lịch lớn nhất của Việt Nam. Thì nhưng mà thị trường miền Tây thì các em cũng như là quý thầy cô cũng là chưa biết nhiều do Đất Việt Cần Thơ mới vừa được thành lập gần 2 năm nay. Thì cái sứ mệnh của Đất Việt Cần Thơ khi mà về đây thì ngoài cái chuyện khi mà nói với lại tất cả các khách hàng cũng như là các sở ban ngành, khi mà nói đến về cái công ty du lịch thì nghĩ ngay cũng như kể cả thầy cô cũng vậy, Quốc xin phép dùng cái lời như vậy. Bởi vì nếu mà bây giờ nói đến công ty du lịch thì các thầy cô sẽ nghĩ ngay là bên Quốc chỉ là cái đơn vị tổ chức tour thôi, tổ chức tour. Nhưng mà thật ra thì bên Quốc là một cái doanh nghiệp kinh doanh nhiều cái lĩnh vực về dịch vụ về du lịch. Và bên cạnh đó thì cũng như là sứ mệnh của công ty là chia sẻ đồng hành cùng các cái hoàn cảnh cũng như là về xã hội. Đó là một cái vấn đề nói chung. Còn về riêng về trường của mình hôm nay ký kết thì ngoài những cái thỏa thuận trong cái biên bản thì Quốc sẽ không có phải cụ thể là vấn đề đây, nhưng mà sẽ trong một thời gian sắp tới, trong quá trình đồng hành cũng như là hợp tác với trường, từ bên công ty du lịch Đất Việt thì nhánh Cần Thơ sẽ có những cái chính sách, sẽ có những cái ưu đãi và những cái sự hỗ trợ, những cái sự tài trợ sẽ thiết thực hơn và cụ thể trong từng cái kế hoạch cũng như là từng cái chương trình diễn ra của trường khi mà bên Quốc nhận được những cái thông tin từ và cũng như là các quý thầy cô. Cái đó là một chia sẻ thật tình thì rất là mong muốn là sự hợp tác của bên du lịch Đất Việt cũng như là bên trường Vị Thanh sẽ suôn sẻ lâu dài. Theo đó, ông rất lấy làm vinh dự khi được phối hợp với nhà trường trong việc cung cấp các dịch vụ về phúc lợi cho thầy cô giáo của nhà trường với chi phí ưu đãi và chất lượng dịch vụ tốt nhất. Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Du lịch Đất Việt được thành lập từ năm 2001 với trụ sở chính đặt tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, công ty đã có 4 chi nhánh đặt tại các thành phố lớn gồm Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai và Cần Thơ, cùng với đó là các văn phòng giao dịch rải khắp các tỉnh thành trên cả nước. Các sản phẩm dịch vụ được công ty đem đến cho khách hàng gồm các tour du lịch trong nước và ngoài nước, các dịch vụ team building, các dịch vụ sự kiện, event, MICE, visa, cho thuê xe, đặt vé máy bay cùng một số dịch vụ hỗ trợ khác. Với phương châm tận tâm với khách hàng, làm tròn trách nhiệm, cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, sáng tạo, máu lửa, nhiệt tình trong công việc, nhiều năm qua, công ty đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào. Top 10 dịch vụ tốt nhất Việt Nam,
top 10 công ty lữ hành nội địa tốt nhất Việt Nam, top 3 đơn vị tổ chức team building nổi bật, cùng một số thành tựu khác. Với những thỏa thuận hợp tác vừa được thông qua, tin rằng trong thời gian tới, cán bộ, nhà giáo và người lao động của trường sẽ có được những trải nghiệm thú vị và bổ ích sau những khoảng thời gian làm việc mệt nhọc, qua đó góp phần tái tạo sức lao động và nâng cao thể chất cũng như tinh thần cho toàn thể đoàn viên công đoàn của trường.